xưa đại hội cổ đông tình hoạt động của công ty Vinhome trong năm 2023. Năm 2023 kết quả kinh doanh đạt mức tăng trưởng ấn tượng và vượt các chỉ tiêu so với quy hoạch nhờ vào bàn giao sản phẩm đúng tiến độ với khách hàng. Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhome năm 2023 đạt 103.557 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng tích cực là 66% so với năm 2022. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhome, các hoạt động hợp tác kinh doanh VCC và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào doanh thu tài chính đạt 121.357 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch được phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông năm 2023 và tăng 49% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 12% và tăng 15% so với năm 2022, đạt 33.533 tỷ đồng, tương đương thu nhập trên mỗi cổ phần là đạt 7.664 đồng. Bên cạnh đó, từ quý 2 2023, Vinhome tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt, đi tiên phong ra mắt các sản phẩm mới, thiết lập những thành tích bán hàng đáng chú ý. Cụ thể, trong tháng 6, Vinhome ra mắt dự án Vinhome Skypark, tòa tháp căn hộ hạng sang kết hợp trung tâm thương mại đầu tiên tại Bắc Giang, với hàng loạt tiện ích thời trang và vị trí đắc địa, dự án khẳng định sức hút khi đạt về hấp thụ 74% trong một tháng kể từ khi mở bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện ra mắt phân khu Glory 2, sản phẩm tác giữa Mitsubishi và Vinhome nằm trong đài đô thị Vinhome Grand Park đã phá băng thị trường bất động sản Việt Nam với hơn 2.000 căn được đặt cọc thành công chỉ trong vòng 34 giờ ngay trong lần đầu mở bán. Tháng 8, Vinhome tiếp tục ra mắt khu đô thị cửa khẩu đầu tiên tại Việt Nam, Vinhome Golden Avenue tại Móng Cái, Quảng Ninh. Đây là mô hình đô thị hoàn toàn mới, vừa đảm bảo nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa đảm bảo nhu cầu mua sắm kinh doanh với cơ hội sinh lời vượt trội. Nhờ đó, giá trị hợp đồng ký mới trong năm và doanh số chưa bàn giao vẫn duy trì ở mức cao, lần lượt là đạt 97.000 tỷ đồng và 99.7 nghìn tỷ đồng. Một dấu mốc đáng nhớ khác trong năm 2023 là việc Vinhome công bố quy hoạch thành phố điểm đến Ocean City với tổng diện tích lên đến gần 1.200 ha, đồng bộ từ ba đại đô thị là Vinhome Ocean Park 1, Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3, tạo nên một không gian đáng sống nhất hành tinh. Bên cạnh đó, Vinhome cũng không ngừng đổi mới và cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường tiện ích để tạo ra các khu đô thị bền vững và là điểm đến hấp dẫn cho địa phương và quốc gia. Ngày 21 tháng 12, 2023, Ocean City chính thức khai trương siêu quần thể ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm Grand World với kỷ lục gần 160.000 lượt khách đến trải nghiệm đại nhạc hội cao đao và chào đón năm mới, minh chứng cho sức hút của điểm đến độc đáo và mới mẻ chưa từng có tại miền Bắc. Ngoài ra, Vinhome cũng không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư các tiện ích nhằm nâng tầm chuẩn sống cho cư dân. Trong năm, công ty đã thành lập hai câu lạc bộ cộng đồng sống xanh văn minh sống và sống vui khỏe nhằm mang tới những đặc quyền vượt trội dành riêng cho cư dân tại các khu đô thị của Vinhome trên toàn quốc, đồng thời ký kết hợp tác với Korean Global School phát triển hai cơ sở giáo dục liên kết quốc tế tại Vinhome Ocean Park 1 Hà Nội và Vinhome Grand Park Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo dựng môi trường giáo dục đẳng cấp thế giới ngay trong lòng các khu đô thị Vinhome. Trong năm 2023, công nghệ tiếp tục được Vinhome ứng dụng mạnh mẽ và sâu rộng vào mọi mảng hoạt động từ kinh doanh, vận hành các khu đô thị đến quản trị nội bộ. Công ty đã liên tục cho ra mắt các sản phẩm và tính năng thông minh mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân Vinhome trên khắp cả nước, bao gồm ứng dụng cư dân Vinhome Resident triển khai Smart City phiên bản 2.0 tại Ocean Park 2 và 3, hệ thống quản lý công trường xây dựng CSM và hệ thống quản trị toàn diện quy trình vận hành VPMS. Vinhome tự hào cung cấp và mang đến cho cư dân những trường sống hiện đại ngang tầm với các thành phố hàng đầu thế giới ngay trong các đại đô thị của mình. Với những nỗ lực và thành công đã đạt được, Vinhome được vinh danh trong top 10 chủ đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2023 tại lễ trao giải BCI Asian Award. Bên cạnh đó, Grand Frank, công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, đã vinh danh Vinhome là thương hiệu bất động sản duy nhất nằm trong top 5 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và đồng thời là thương hiệu bất động sản đầu tiên của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng 20 thương hiệu bất động sản giá trị nhất thế giới.
với giá trị thương hiệu định giá lên tới 1,74 tỷ USD. Về hoạt động của hội đồng quản trị, về các hoạt động chung thì trong năm 2023, công ty đã chuẩn tuân thủ và nghiêm túc thực hiện các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng cũng như công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình trong xây dựng các chính sách, chủ trương, kế hoạch phát triển dài hạn của công ty cũng như phê duyệt và giao một số việc cho chủ tịch hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc của hội đồng quản trị. Về hội đồng giám sát của hội đồng quản trị thì trong năm 2023, hội đồng quản trị đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành và ban hành 22 nghị quyết. Về thủ lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của hội đồng quản trị thì báo cáo về thủ lao cho hội đồng quản trị năm 2023 được trình bày cụ thể tại tờ trình của hội đồng quản trị về thủ lao của hội đồng quản trị năm 2024. Giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, trình tự thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, quy chế quản trị nội bộ công ty và quy trình phối hợp thực hiện phê duyệt giữa giao dịch giữa công ty với người có liên quan. Các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan được liệt kê và công bố tại báo cáo tài chính quản trị công ty năm 2023 và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của công ty. Về hoạt động của các thành viên độc lập hội đồng quản trị và đánh giá của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị. Về hoạt động của các thành viên độc lập hội đồng quản trị thì hội đồng quản trị có 3 thành viên độc lập. Các thành viên độc lập hội đồng quản trị đều có năng lực chuyên môn, có nhiều năng kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong quyết sách của hội đồng quản trị. Về đánh giá của các thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị thì trong năm 2023, hội đồng quản trị đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã thẩm định ban hành kịp thời các quyết định phê duyệt theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như giám sát chặt chẽ hoạt động của ban giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Báo cáo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty thì tại đại hội cổ đông thường niên 2023, hội đồng quản trị đã có tờ trình số 06 ngày 3 tháng 4 2023 về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty từ tòa nhà văn phòng Symphony đường Chu Huy Mân, khu đô thị sinh thái Vinovirsite phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội về chuyển về tòa nhà văn phòng Techno Park Tower, khu đô thị Vinocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, do thay đổi kế hoạch, công ty đã không thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. Báo cáo về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Trong năm 2023, hội đồng quản trị đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế và được đại hội đồng cổ đông thông qua niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore theo tờ trình số 08. Và theo tờ trình số 08, công ty dự kiến phát hành ra thị trường quốc tế trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá tối đa là 500 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong năm 2023, do tình hình thị trường chưa thuận lợi, công ty đã không thực hiện phương án phát hành trái phiếu quốc tế. Về định hướng hoạt động của công ty năm 2024, thì năm 2024, kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng dự báo vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Dù đã có những tín hiệu hồi phục nhất định, trong bối cảnh đó, Vinhome đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều giải pháp linh hoạt và kế hoạch để đương đầu với khó khăn, vượt qua thách thức, chứng minh nguồn lực vững mạnh của một chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam. Cụ thể, công ty sẽ tiếp tục kiện toàn kênh phân phối thông qua hệ thống phân phối tự doanh song song với hệ thống đại lý hiện có trên toàn quốc. Bên cạnh đó, công ty cũng nâng cấp hệ thống kinh doanh online hướng tới nâng cao trải nghiệm mua hàng, minh bạch hóa chính sách và giá cả sản phẩm, tạo dựng niềm tin và tối đa hóa lợi ích cho khách hàng. Khối kinh doanh online của Vino được kỳ vọng sẽ cùng với hai kênh phân phối còn lại tạo thành kiềng ba chân trong hoạt động kinh doanh bán lẻ bất động sản, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường, tạo thêm hàng nghìn việc làm, cũng như giúp Vino đạt được những kỳ tích bán hàng mới trong tương lai. Đồng thời, để đảm bảo duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh thi công, hoàn thiện các dự án hiện hữu và tích cực triển khai các dự án mới, đặc biệt là các dự án nhà xã hội hướng tới mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ an cư cho 1 triệu người lao động. Về hoạt động vận hành, công ty tiếp tục tập trung nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ mới, liên tục nâng cấp, kiện toàn, mở rộng phạm vi dịch vụ trong các ứng dụng thông minh để áp dụng được trong các
hầu khắp các hoạt động của công ty, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu chi phí. Vino cũng không ngừng đổi mới và cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường tiện ích và thu hút cộng đồng quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản để tạo ra các khu đô thị bền vững và là điểm đến hấp dẫn cho địa phương và quốc gia. Bên cạnh đó, công ty cũng liên tục đẩy mạnh phát triển cộng đồng thông qua các câu lạc bộ sống vui khỏe và câu lạc bộ sống xanh văn minh đẳng cấp nhằm nâng cao chất lượng sống và đẳng cấp cho cư dân Vino. Ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành các khu đô thị thông minh là một phần chiến lược công ty để đáp ứng thực tế thị trường và mong muốn của khách hàng. Đối với hoạt động phát triển con người, Vino đã đặt mục tiêu nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự thông qua chương trình đào tạo và từ đào tạo theo quy chế học tập, giảng dạy và khung năng lực đã được thông qua, đồng thời phát triển cán bộ nguồn kế cận để đảm bảo sự chuyển giao giữa các thế hệ và sự phát triển trong dài hạn. Công ty cũng đến mô hình hoạt động tinh gọn và tối ưu hiệu quả trong mọi lĩnh vực. Năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm nhiều thử thách nhưng cũng không ít cơ hội cho những doanh nghiệp có nền tảng quản trị vững chắc, hoạt động kinh doanh vững mạnh. Vino sẽ tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản, duy trì tăng trưởng bền vững và mang lại những giá trị tích cực cho cổ đông, khách hàng cũng như cho đối tác. Chúng tôi rất mong muốn tiếp nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị trên đường chặng đường phía trước. Trình đều cổ đông xem xét. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội đồng cổ đông, năm 2023 tiếp tục là một năm kinh tế thế giới đứng trước nhiều thách thức, khi quan ngại về suy thoái vẫn còn, xung đột địa chính trị tại Đông Âu và Trung Đông vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, chiến dịch thắt chặt tiền tệ vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 của các ngân hàng trung ương đã bắt đầu phát huy tác dụng. Và tiến độ tăng lãi suất bắt đầu được các ngân hàng trung ương giãn ra trong năm 2023. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam từng bước hồi phục, đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện cơ cấu kinh tế. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP năm 2023 của cả nước ước đạt trên 5%. Mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn cao hơn gấp đôi mức tăng GDP trung bình thế giới, và Việt Nam thuộc vào các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam tăng 3,25% dưới ngưỡng quốc bộ đề ra và duy trì ở mức ổn định trong các năm. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 32,1%, ước đạt 36,6 tỷ đô. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ hiện tại Việt Nam năm 2023 ở mức cao kỷ lục trong giai đoạn 2018-2023, ước đạt 23,2 tỷ đô, tăng 3,5% so với năm trước. Trong bối cảnh đó, công ty cổ phần Vinhomes đã linh hoạt trong chiến lược kinh doanh để vượt qua thách thức, tận dụng những cơ hội mới và đạt được nhiều thành tích. Cụ thể, đối với cả doanh thu, tổng doanh thu tổng hợp nhất của Vinhomes đạt 103,5 ngàn tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tiếp tục ở mảng kinh doanh cốt lõi đạt 89,7 ngàn tỷ đồng. Kết quả này là nhờ việc bàn giao đúng tiến độ của các dự án Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Ocean Park 1 và Vinhomes Smart City. Về chỉ tiêu lợi nhuận, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của công ty đạt 43,3 ngàn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 33,5 ngàn tỷ đồng, vượt 12% so với kế hoạch được phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông năm 2023. Kính thưa quý cổ đông, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thách thức, chúng tôi đánh giá đây là kết quả kinh doanh đã từng được nỗ lực không ngừng của Vinhomes trong những năm vừa qua. Đối với nghĩa vụ nộp thuế trong năm 2023, công ty đã toàn bộ thực hiện nộp trên 17,3 ngàn tỷ đồng ngân sách nhà nước. Về triển khai các dự án của công ty, thì mặc dù tình hình thị trường bất động sản trong nửa đầu năm 2023 còn nhiều trầm lắng, tuy nhiên, Vinhomes cũng là một trong những chủ đầu tư tiên phong mở bán các dự án mới ra thị trường. Vào tháng 6 năm 2023, Vinhomes giới thiệu Bắc Giang tòa đến Bắc Giang tòa các tâm mộ đặc sản của tổ hợp thương mại mua sắm giải trí đẳng cấp đầu tiên mang tên Vinhomes Skypark. Với các tiện ích thời thượng và giải trí đắc địa, dự án đã hoàn thành sức hút khi đạt tỷ lệ tiếp thụ 74% trong vòng một tháng kể từ khi được bán. Và chúng tôi đánh giá rằng với thị trường ở giai đoạn đấy thì đấy thì đó là một cái kết quả rất là tích cực. Và đến tháng 8 năm 2023, Vinhomes tiếp tục được đón Vinhomes Golden Avenue, khu đô thị cửa khẩu đầu tiên tại Việt Nam chính thức ra mắt tại thành phố Quảng Ninh để đáp ứng nhu cầu sinh sống, kinh doanh, nghỉ dưỡng và mua sắm cho công dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế và các giáo viên. Vào tháng 6 năm 2023,
Vinhomes công bố quy hoạch Ocean City thuộc đồng bộ 3 khu đô thị mang tên Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3 với tổng diện tích lên đến 1.200 ha và tổng quy mô dân số dự kiến khoảng 2.200 người. Bên cạnh hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng độc đáo, Ocean City đã và đang khẳng định là điểm đến du lịch cuối mùa mới của miền Bắc. Khi nơi đây liên tục diễn ra hàng loạt các sự kiện lễ hội văn hóa, nghệ thuật thể thao quy mô bậc nhất trong nước và năm tầm khu vực. Đặc biệt vào cuối tháng 12 năm 2023, khi Ocean City khai trương quần thể Grand World đã thu hút gần 160.000 người tới thưởng thức các show diễn nghệ thuật đỉnh cao cùng màn pháo hoa rực rỡ và sự áo trạng mới để phục vụ hàng triệu lượt khách đến từ trung tâm Hà Nội cũng như các khu vực tỉnh lân cận. Hàng trăm tuyến xe buýt miễn phí của Vinbus đã được tổ chức để việc di chuyển từ Ocean City trở nên thuận tiện hơn và biến nơi đây thành một điểm đến mới. Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2024, thì chúng tôi đề xuất có 4 nội dung chính. Thứ nhất là kiện toàn kênh phân phối và đẩy mạnh mô hình O2O. Ngày 9/1/2024, Vinhomes đã công bố xây dựng bổ sung hệ thống phân phối kinh doanh song song với hệ thống đại lý hiện có trên toàn quốc. Đây là một bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị sẵn sàng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản. Đồng thời sẽ mở ra triển vọng phát triển đột phá cho hoạt động kinh doanh của công ty trong tầm nhìn dài hạn. Vinhomes vẫn tiếp tục củng cố và tăng cường sức mạnh cho mạng lưới đại lý hiện hữu và tiềm năng bằng những chính sách quyết liệt mạnh mẽ để các đại lý phát triển, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và duy trì sự chơi cơ bản, tăng tin, đảm bảo sự nhất quán cho việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của công ty đề ra. Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống kinh doanh online hướng tới nâng cao trải nghiệm mua hàng, minh bạch hóa chính sách và giá cả sản phẩm nhằm tạo dựng niềm tin và tối đa hóa lợi ích cho khách hàng. Khối kinh doanh online của Vinhomes được kỳ vọng sẽ cùng với hai kênh phân phối còn lại tạo thành tiềm năng trên trong hoạt động kinh doanh bán lẻ bất động sản nhằm thúc đẩy thanh khoản trên thị trường, tạo thêm hàng nghìn việc làm cũng như giúp Vinhomes đạt được những kỳ tích của năm mới. Mục tiêu thứ hai, đẩy mạnh thi công hoàn thiện các dự án nghiên cứu và thúc đẩy phát triển của dự án mới. Bên cạnh các dự án đã mở bán trong các năm trước, Vinhomes Ocean Park 123, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City và Cô Thịnh Văn Tây Hưu, Vinhomes tập trung mạnh mẽ vào triển khai các dự án mới, tiềm năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý để đảm bảo nguồn thu và lợi nhuận trong năm 2024, cũng như từng bước xây dựng các dự án nhà ở xã hội hướng tới mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng triệu người lao động. Đầu tháng 1 năm 2024, Vinhomes đã khởi công dự án nhà ở xã hội Nam Trạch Các, Hải Phòng. Tháng 3 năm 2024 vừa qua, chúng tôi đã mở bán dự án Vinhomes Royal Island tại Vĩnh Yên, Hải Phòng. Bên cạnh đó, công ty cũng liên tục nâng cao tiêu chuẩn xây dựng kỳ nhà công trường, chất lượng thi công cũng như an toàn lao động. Mục tiêu thứ ba là nâng cao chất sống cho cư dân Vinhomes. Vinhomes không ngừng đổi mới và cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường tiện ích và thu hút các cộng đồng quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản để tạo ra các khu đô thị bền vững và là điểm hấp dẫn cho địa phương quốc gia. Chúng tôi cũng đẩy mạnh phát triển các hoạt động cộng đồng thông qua thành lập hai câu lạc bộ sống vui khỏe và câu lạc bộ sống xanh, văn minh và tốc nhằm nâng cao chất lượng sống và đẳng cấp cho cư dân nông thôn. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ trong quản trị vận hành các khu đô thị thông minh, đặc biệt liên quan tới an ninh an toàn khu đô thị là một trong những chiến lược của chúng tôi đã ứng dụng đến thị trường cũng như tạo sự an tâm cho khách hàng. Mục tiêu thứ tư để nâng cấp quản trị nội bộ. Vinhomes đặt mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thông qua các chương trình đào tạo, tự đào tạo cán bộ người, đồng thời được phát triển nhằm đảm bảo sự chuyển giao giữa các thế hệ và sự phát triển trong dài hạn. Như báo cáo lúc nãy của anh Phạm Thế Hoa chủ tịch công ty cũng đã đề cập. Và chúng tôi cũng luôn luôn hướng đến mô hình hoạt động tinh gọn, tối ưu hiệu quả trong mọi lĩnh vực. Kính thưa quý cổ đông, với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị Vinhomes xin trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với hai chỉ tiêu chính như sau. Đối với chỉ tiêu doanh thu đạt 120.000 tỷ đồng, đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 35.000 tỷ đồng, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. Trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội đồng cổ đông, trong năm 2023, ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với hội đồng quản trị, ban giám đốc, bám sát các việc ban hành và triển khai các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị. Song song với việc giám sát, ban kiểm soát cũng tham gia rà soát và phối hợp các bộ phận kiểm soát nội bộ và các đơn vị thành viên đảm bảo hoạt động của bộ máy tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ của công ty. Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của ban kiểm soát theo quy định tại điều lệ công ty tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp năm 2020, quy chế hoạt động của công ty niêm yết. Ban kiểm soát trong năm 2023 đã nỗ lực để hoàn thành các công tác như giám sát,
kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính của công ty. Thay mặt ban kiểm soát, tôi xin báo cáo đại hội đồng cổ đông các nội dung sau. 1. Về tình hình tài chính của công ty. Ban kiểm soát thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023. Kết quả hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2023 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau. Về kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần đạt 103.557 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế 43.310 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế 33.533 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022 và vượt 12% kế hoạch năm 2023 đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Về tài sản hợp nhất, tài sản ngắn hạn đạt 242.341 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 202.290 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 444.631 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 182.636 tỷ đồng. 2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2023 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình. Ban kiểm soát đánh giá hội đồng quản trị, ban giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra các thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của công ty. 3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên. Kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế đối mặt với nguy cơ suy thoái, ban kiểm soát đánh giá, ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện tổ chức, triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai sót, đảm bảo duy trì tăng trưởng bền vững và tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Bước sang năm 2024, khối lượng công việc và những thách thức từ bên ngoài tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ khó khăn cho hội đồng quản trị và ban giám đốc, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của từng thành viên trong công ty, cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của quý cổ đông. Trong hoạt động của ban kiểm soát, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý cổ đông, hội đồng quản trị, cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty. Tổng hợp báo cáo từ đánh giá của các thành viên ban kiểm soát. Trong năm 2023, các thành viên ban kiểm soát đều tham gia đầy đủ 2 cuộc họp và một số buổi thảo luận trong nội bộ ban kiểm soát. Ngoài ra, theo phân công của trưởng ban kiểm soát, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của hội đồng quản trị, ban giám đốc và các phòng ban chuyên môn của công ty. Các thành viên ban kiểm soát được đánh giá đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của thành viên ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Nhân dịp này, thay mặt ban kiểm soát, tôi xin gửi tới quý cổ đông, hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Tờ trình của hội đồng quản trị về tình hình tài chính năm 2023 của công ty cổ phần Vinhome. Thưa đại hội đồng cổ đông, năm 2023 tình hình tài chính của công ty cổ phần Vinhome được duy trì vững chắc và tăng trưởng thông qua các chỉ tiêu tài chính theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Cụ thể như sau: tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 113.557 tỷ đồng, trong đó đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản với giá trị đạt 89.669 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 đạt 33.533 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022 và vượt 12% so với kế hoạch được phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông năm 2023. Tài sản ngắn hạn tăng từ 196.535 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022 lên mức 242.341 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023.
tài sản dài hạn tăng từ 165.277 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022 lên mức 202.290 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023. Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 tăng 48.704 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 tăng 34.114 tỷ đồng so với tại thời điểm 31/12/2022, chủ yếu nhờ lợi nhuận sau thuế lũy kế của công ty. Kiến trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. Tờ trình của hội đồng quản trị về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023. Kính thưa đại hội đồng cổ đông, trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hồng Giang Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty cổ phần Vinhomes lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2023 là 69.828 tỷ đồng. Hội đồng quản trị nhất trí trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng phân chia lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 của công ty như sau. Thứ nhất, trích 5 tỷ đồng vào quỹ dự trữ theo quy định tại điều lệ công ty. Thứ hai, toàn bộ phần lợi nhuận còn lại sẽ dùng để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. Tờ trình của hội đồng quản trị và ban kiểm soát về việc phê duyệt thù lao cho thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Kính thưa đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và ban kiểm soát báo cáo đại hội đồng cổ đông mức chi trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau. Thứ nhất, thù lao đã chi trả trong năm 2023, số lượng thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát trong năm 2023 là 10 thành viên hội đồng quản trị và 3 thành viên ban kiểm soát. Thù lao cho hội đồng quản trị là 16,7 tỷ đồng, thù lao cho ban kiểm soát là 462 triệu đồng. Như vậy, việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024. Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024, kính đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024 như sau. Thù lao của hội đồng quản trị không vượt quá 20 tỷ đồng. Thù lao của ban kiểm soát không vượt quá 2 tỷ đồng. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đề nghị giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên ban kiểm soát nằm trong tổng mức thù lao nêu trên. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. Tờ trình của hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2024. Kính thưa đại hội đồng cổ đông, căn cứ vào doanh nghiệp năm 2020 và dựa trên đánh giá về chất lượng uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, hội đồng quản trị đề xuất danh sách các công ty kiểm toán dưới đây có thể lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm 2024. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn PricewaterhouseCoopers Việt Nam. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và giao ban giám đốc thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên là đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của công ty. Trân trọng cảm ơn. Tôi xin phép đọc tờ trình của hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty. Kính gửi đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Vinhomes với các nội dung như sau. 1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty. Chi tiết ngành nghề đã được gửi tới cổ đông. Tôi xin phép không đọc lại. Các ngành nghề bổ sung thuộc 3 nhóm chính. Nhóm ngành nghề về hoạt động kinh doanh tại các dự án bất động sản như hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên, giáo dục thể thao và giải trí. Nhóm ngành nghề về công nghệ thông tin, cụ thể xuất bản phần mềm, trừ hoạt động của các nhà xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, lập trình máy vi tính, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. Nhóm ngành nghề về vận tải đường thủy và đường bộ, vận tải hành khách đường thủy nội địa, vận tải hành khách đường bộ khác, vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác. 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty, giao tổng giám đốc nghề đại diện theo pháp luật của công ty quyết định việc điều chỉnh đầy đủ chính xác các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành. Thời điểm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, nội dung đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty,
giao cho chủ tịch hội đồng quản trị ban hành nghị quyết vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày của đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp với việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao người đại diện các pháp luật hoàn thiện ký ban hành văn bản điều lệ theo quy định của pháp luật. Điều lệ mới sau khi ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, mục quan hệ cổ đông. Hội đồng quản trị tính trình đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. Tập trình của hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, kính gửi đại hội đồng cổ đông công ty. Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinhomes trình đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty. Các nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ theo phụ lục 1 đính kèm tờ trình này được nêu chi tiết tại bộ tài liệu các quý cổ đông đang có trong tay. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điều lệ toàn văn của công ty bao gồm nội dung sửa đổi và các khoản phụ lục điều lệ được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm. Ngoài các nội dung sửa đổi điều lệ có một số điều chỉnh về cấu trúc câu từ ngữ thuật ngữ viết tắt để đảm bảo tính thống nhất về hình thức của điều lệ mà không làm thay đổi về nội dung. Các điều khoản khác của điều lệ không sửa đổi bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản điều lệ ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2022 cùng các bản phụ lục điều lệ đã được ban hành trước đây. Giao tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức hoàn thiện ký ban hành điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục quan hệ cổ đông hồ sơ doanh nghiệp kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Xin trân trọng cảm ơn. Tờ trình của hội đồng quản trị về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng kính gửi đại hội đồng cổ đông. Theo điều 29 của luật chứng khoán, tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc lượt chào bán. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán. Theo đó, việc niêm yết trái phiếu phải được đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua. Do đó, để đảm bảo việc niêm yết, các trái phiếu do công ty sẽ phát hành ra công chúng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hội đồng quản trị công ty xin kính trình đại hội đồng cổ đông như sau. Thông qua việc công ty đăng ký và lưu ký các trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành các trái phiếu và thông qua việc công ty niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nơi các trái phiếu được niêm yết và hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Giao hội đồng quản trị và cho phép hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc công ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết các trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa đoàn chủ tịch, thì tôi có câu hỏi là năm nay cái dự án nào sẽ góp chính cho cái kết quả kinh doanh của Vinhomes trong năm 2024 và năm nay thì mình sẽ dự kiến doanh số năm nay là bao nhiêu và đến từ những dự án nào? Ngoài ra thì với vai trò là một cái chủ đầu tư lớn nhất thị trường bất động sản thì tôi có câu hỏi cho đoàn chủ tịch là Vinhomes nhận định thế nào về thị trường năm nay? Tôi xin hết. Vâng, chúng ta trả lời xong thì chúng ta hỏi câu tiếp theo, cho nên là anh không cần giơ tay vội được. Thưa xin cảm ơn câu hỏi của quý cổ đông. Thay mặt đoàn chủ tịch thì tôi xin phép trả lời ý thứ nhất của câu hỏi trong cuộc họp quý cổ đông. Về kế hoạch doanh số năm 2024 thì chúng tôi dự kiến là sẽ tiếp tục có tăng trưởng so với năm 2023 và dự kiến có thể sẽ đạt khoảng mức 90 đến 110 nghìn tỷ đồng cho năm 2024. Và doanh số thì sẽ tiếp tục đến từ các cái dự án đã mở bán như là Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3. Dự án và đồng thời cũng phát sinh thêm các cái dự án mới, ví dụ như là dự án Vinhomes Royal Island Phú Yên, cũng như là sẽ có thể phát sinh thêm một hai cái dự án tiềm năng nữa, và chúng tôi sẽ dự kiến mở bán trong các thời điểm thích hợp trong năm. Và chúng tôi cho rằng là cái mức doanh số này là hoàn toàn khả thi dựa trên các cái tính sẵn có của bất động sản mà chúng tôi sẵn sàng bán, đồng thời với lại những cái triển vọng rất là tích cực
những tín hiệu rất là tích cực của thị trường trong cái giai đoạn vừa qua. Chúng tôi khá là tự tin với cái mức lãi số này. Về câu hỏi số 2 thì chắc là xin chuyển cho chị Hằng tổng giám đốc để xin phép trả lời cái cổ đông ạ. Câu hỏi thứ hai thì anh hỏi luôn là hai ý. Câu hỏi thứ hai của vị cổ đông là liên quan đến thị trường. Thế thì với năm 2024 thì như trong các cái báo cáo của hội đồng quản trị đã báo cáo với đại hội đồng cổ đông, chúng tôi đánh giá là năm 2024 thì thị trường sẽ hồi phục, tuy nhiên là tốc độ nó sẽ không thật sự là nhanh như kỳ vọng. Thế thứ nhất thì nói về việc cầu của thị trường, chúng tôi cho rằng là nhu cầu nhà ở tại Việt Nam vẫn còn rất là lớn, bởi vì thứ nhất là cái xu hướng về tăng đô thị hóa cũng như là cái phát triển mạnh mẽ liên quan tới đầu tư hạ tầng của các tỉnh thành phố sẽ thúc đẩy cho các cái câu chuyện đô thị hóa. Thứ hai đó là dân số Việt Nam của chúng ta vẫn là dân số trẻ, vì thế là cái nhu cầu về lập gia đình cũng như là sở hữu nhà ở để an cư lạc nghiệp là vẫn còn rất lớn. Đối với cái cung thì theo đây là chúng tôi cũng lấy theo các cái nghiên cứu của các cái tổ chức như là CBRE và tổng lập thì nguồn cung năm 2024 sẽ hồi phục ở các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Tuy nhiên là các nguồn cung thì vẫn còn một số các hạn chế, đặc biệt là với các cái sản phẩm tốt, sản phẩm có các điều kiện pháp lý đảm bảo cũng như là các cái vị trí đẹp, thuận tiện và có các cái tiện ích đồng bộ thì sẽ rất là hạn chế. Thế thì trên cái tình hình về nhận định thị trường như vậy thì như lúc này chúng tôi cũng đã đề ra về cái kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Vinhomes căn cứ trên những yếu tố như thế. Và với chủ đầu tư Vinhomes thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo về mặt sản phẩm, pháp lý sản phẩm, về tiến độ xây dựng, bàn giao và đặc biệt là năm nay chúng tôi cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa đối với các cái hoạt động về phát triển cộng đồng nhằm tạo ra các cái giá trị thực tế, nâng giá trị dự án cũng như là giá trị sống cho người dân. Vì vậy là với nhận định về thị trường thì chúng tôi cũng đã đặt ra cái kế hoạch của công ty tương ứng. Xin cảm ơn. Kính thưa chủ tịch, tôi có bốn câu hỏi muốn hỏi đoàn chủ tịch. Nghĩa là trong năm 2022-2023 thì có dù thì khó khăn và lãnh đạo công ty cho doanh thu công ty doanh nghiệp rất tốt, thì tôi thấy doanh thu của năm 2023 đã tăng trưởng là 65,98%, cái đó chi phí bán hàng tăng lên là 50,63%, giá chi phí này nó bình thường, nhưng từ thời chi phí quản lý doanh nghiệp chúng ta tăng lên tận 54,82%. Tại sao lại chi phí này tăng cao như vậy? Câu hỏi thứ hai, phần chi phí khác của chúng ta tăng từ 4.464 tỷ lên 1.519 tỷ, tức là chi phí tăng tận 227,3%. Sau đó các khoản khoản phạt và tại sao khoản phạt này cũng được công bố công khai? Câu hỏi thứ ba, 2024 doanh nghiệp chúng ta phát hành trái phiếu doanh nghiệp các quốc tế hay không? Nếu có trái phiếu này có kèm chứng quyền hay không? Hỏi thứ tư là kế hoạch của doanh nghiệp chúng ta giai đoạn 2024-2030 là gì? Kế hoạch định hướng trọng tâm của doanh nghiệp trong giai đoạn 2030-2035. Xin cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của quý cổ đông. Tôi sẽ xin phép trả lời câu hỏi số 3 và số 4 trước, trong khi là anh Quân sẽ chuẩn bị số liệu đối với câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2. Thì câu hỏi số 3 của quý cổ đông là trong năm 2024 có phát hành trái phiếu quốc tế không và có kèm chứng quyền không? Thì tôi xin được trả lời như sau. Đối với cả thị trường quốc tế thì vào năm 2023, đại hội đồng cổ đông 2023 thì chúng tôi cũng có trình đại hội liên quan đến việc là nếu mà cơ hội cũng như là các tình hình thị trường quốc tế thuận lợi thì chúng tôi cũng sẽ phát hành trái phiếu quốc tế. Thì đây cũng là một trong những cái kênh dẫn vốn để hỗ trợ cho các đầu tư trung dài hạn của công ty. Tuy nhiên là như vậy, em Hoa chủ tịch đã báo cáo là với năm 2023 thì tình hình thị trường quốc tế và đặc biệt là về trái phiếu nó chưa được sự thuận lợi và nó chưa được sự tối ưu về mặt chi phí, trong khi nguồn vốn trong nước chúng tôi có thể khai thác được từ các tổ chức tín dụng. Cho nên là năm 2023 chúng tôi chưa thực hiện phát hành và năm 2024 chúng tôi cũng đang giám sát thị trường quốc tế một cách sát sao để nếu mà có các cái tín hiệu tích cực hơn từ thị trường thì chúng tôi cũng sẽ là các cơ hội như vậy cũng sẽ báo cáo lên hội đồng cổ đông quy định. Và với việc là có các nhà chứng quyền hay không thì từ trước hiện nay chúng tôi đang là trái phiếu chưa có chứng quyền, nhưng mà khi mà có các cái nội dung mà cần được xin ý kiến của hội đồng cổ đông chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến và quyết định.
nội dung thứ câu hỏi thứ tư của anh là về năm kế hoạch chiến lược của 2024 đến 2030. Thì thực ra với Vinhomes của chúng tôi, mặc dù là các cái số liệu chúng tôi chỉ đạo được cổ đông theo năm, nhưng mà về chiến lược kinh doanh và hoạt động của công ty chúng tôi luôn luôn được tầm nhìn dài hạn 5 năm 10 năm. Thế thì với 5 năm tới 2024 và 2030, tức là chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục định hướng như là cái slogan hôm nay là nâng cao chất sống và lĩnh vực tiên phong. Chúng tôi sẽ luôn luôn nỗ lực để duy trì cái vị trí tiên phong và giữ vững thị trường với vai trò của chủ đầu tư, phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam và tiến tới là chúng tôi sẽ mang quy mô của mình. Và chắc chắn theo để phát triển về vị trí địa lý cho các dự án cũng như là các quỹ đất của Việt Nam sẽ được phát tại của quỹ đất của bạn là tôi luôn luôn đảm bảo cho cái sự phát triển ổn định và bền vững của công ty. Ngoài ra thì chúng tôi đặc biệt là thiết kế nhưng mà cũng như quý vị chủ hòa đi thì sẽ luôn luôn nghiên cứu để bổ sung các cái thiết kế, các cái tiện ích phù hợp nhất, tốt nhất để ứng với từng cộng đồng cư dân, ví dụ như cộng đồng cư dân người Việt, cộng đồng cư dân người Hàn Quốc, cộng đồng cư dân Nhật Bản, vân vân. Chúng tôi muốn thu hút ở cái khu đô thị thì chúng tôi sẽ luôn luôn phát triển các cái tiện ích để đảm bảo nâng cái giá trị sống, nâng cái giá trị dự án. Thì đấy sẽ là luôn luôn hai cái mục tiêu lớn của chúng tôi và trong 5 năm tới thì chúng tôi sẽ phát triển các siêu đại dự án. Và để chuẩn bị cho việc đấy thì hiện nay chúng tôi cũng đang vừa thiết kế vừa nghiên cứu thị trường cũng như vừa chuẩn bị các khu vực lớn chung là giải hạn. Còn bây giờ thì chắc là mình xin mời chủ anh Công sẽ trả lời câu hỏi chính của chúng ta. Xin cảm ơn quý cổ đông. Sau đây thì tôi xin thay mặt để trả lời. Câu hỏi thứ nhất, quý cổ đông nói về câu chuyện là tăng trưởng cái tức là cái chi phí doanh nghiệp có phát sinh tăng so với năm trước thì có hai cái vấn đề phát sinh. Thứ nhất là chúng tôi quyết định thấy là cái doanh thu của chúng tôi tăng trưởng. Cho nên là cái và tất cả các dự án mới mà chúng tôi sắp sửa mở bán sẽ cần có những cái nguồn lực để chuẩn bị cho các dự án này. Cho nên là thứ nhất là về mặt chi phí quản lý của công ty sẽ có sự gia tăng nhất định, đấy là điều thứ nhất phù hợp với cái tăng trưởng của công ty cũng như là lộ trình phát triển các dự án. Câu chuyện thứ hai là cái chi phí mà một phần chi phí năm 2023 có phát sinh tăng thêm do sự hỗ trợ và cho một số các đối tác của chúng tôi để hoàn thiện thêm các cái tiện ích trong khu đô thị, đặc biệt là những cái khu đô thị mới như Ocean Park 2, Ocean Park 3 hay là Grand Park. Đây là những cái khu đô thị mới và chúng tôi rất cần sự hỗ trợ đồng hành của các đối tác để có thể mang lại các tiện ích, bổ sung những cái dịch vụ mới nhất, sớm nhất, nhanh nhất cho các cư dân và sẽ rất góp phần cho cái câu chuyện là tăng cái việc cư dân về ở sớm và tạo nên cái sự sôi động cho khu đô thị. Thì đấy là liên quan đến câu chuyện về chi phí, sự tăng trưởng về chi phí do quản lý doanh nghiệp. Thế còn về mặt chi phí phạm thì thực ra về mặt tôi xin chia sẻ nhanh với quý cổ đông như sau, tức là về mặt hiển thị của chuẩn mực kế toán chúng tôi trình bày theo đúng các quy định của chuẩn mực kế toán, nhưng mà về mặt bản chất thì chúng tôi có thể chia sẻ đơn giản với quý cổ đông là nó là một loại chi phí có bản chất giống như là chi phí sử dụng vốn để chúng tôi tối ưu các cái nguồn hoạt động của công ty. Về mặt chi tiết thì chúng tôi có thể sẽ kiểm tra và trả lời rõ hơn cho quý cổ đông thông qua kênh của phòng quan hệ cổ đông. Xin cảm ơn quý cổ đông. Trước đây thì có một công bố về triển khai dự án tại Cổ Loa và Đan Phượng, Hà Nội, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thực hiện. Thì vậy thì xin chủ tịch cập nhật tiến độ cũng như là tiến độ về pháp lý cũng như là cái kế hoạch triển khai cụ thể của hai dự án này cho cổ đông biết. Và thứ hai nữa là theo cái báo cáo kinh doanh vừa rồi cộng với cách tìm hiểu ấy thì là công ty Vino có gần đây có công bố là triển khai một hai dự án về nhà ở xã hội, nhưng mà nghĩ là ở Hải Phòng và có thể ở Khánh Hòa. Thì cũng xin vào chủ tịch cho biết là dự kiến khi nào thì sẽ mở bán cái đại dự án này. Cảm ơn quý cổ đông câu hỏi. Nhất về câu hỏi một về các dự án năm 2024 thì thực tế là chúng tôi đang triển khai hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định. Thế còn chúng tôi cũng đang cân nhắc cái thời điểm phù hợp để có thể dự kiến là trong năm nay có thể mở bán. Còn tình cụ thể thì sau khi phải hoàn tất các thủ tục pháp lý xong thì chúng tôi mới công bố. Cái câu hỏi thứ hai là liên quan đến nhà xã hội. Thì hiện nay là một trong những cái tiêu chí của
Vinhome trong năm năm gần đây là muốn để đầu tư xây dựng nhiều các dự án nhà xã hội để phục vụ người lao động. Thì trong đầu năm 2024 chúng tôi đã khởi công hai dự án nhà xã hội, một là Hải Phòng và hai là Khánh Hòa. Thì ở đây cũng đang nói là công ty đang khởi công triển khai trong thi công, nhưng đồng thời cũng song song là làm các thủ tục hoàn thiện cần thiết, và khi mở bán chỉ khi mà có được phê duyệt của cơ quan nhà nước. Thế khi nào mà đến cái thủ tục đấy thì chúng tôi sẽ công bố cho tất cả các cổ đông và khách hàng biết. Xin chào. Kính thưa đoàn chủ tịch, cũng thưa toàn thể hội đồng cổ đông, tôi là một cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Vinhome 3 năm. Thế thì những năm trước tôi không tham gia, nhưng mà năm nay tôi xin phép tham gia. Thế thì tôi cũng rất là tự hào khi mà được làm một cổ đông của công ty số 1 bất động sản của Việt Nam. Nhưng mà 3 năm tham gia thì quay lại thì khi mà cái giá trị của cổ đông nhận lại được ấy, tôi cũng chắc là nhiều giữa các cổ đông ở đây cũng rất là hoang mang là vì sao mà giá cổ phiếu của thì không được ổn định như vậy. Thế thì tôi xin đến đây và chia sẻ với cả đoàn chủ tịch là giá cổ phiếu hay là giá trị thì nó phụ thuộc vào theo thị trường quyết định, nhưng mà vì sao mà cái giá cổ phiếu không ổn định như vậy thì thị trường họ rất là nghi ngờ. Họ nghi ngờ thì thật sự qua 3 năm thì tôi đọc báo rồi tham gia rất nhiều thông tin thì thực sự là họ nghi ngờ dựa trên hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất là dòng tiền. Và thứ hai là sự nghi ngờ về dòng tiền trong doanh nghiệp, nó ảnh hưởng giá trị cổ phiếu. Thế thì hai cái này đáng nghĩa là nó không liên hệ với nhau đấy, nhưng mà họ rất là nghi ngại ở hai vấn đề. Thứ nhất là hiện nay ấy, thì Vinhome là công ty con của Vingroup. Vingroup thì có rất nhiều hệ sinh thái, nhưng có một hệ sinh thái mũi nhọn hiện nay vẫn đang sụp đổ, và đó là ngành công nghiệp, đó là sản xuất ô tô. Và hiện nay tôi cũng đang đi một chiếc xe VinFast phía chị. Tôi cũng rất tự hào vì tức là Việt Nam mình có một cái thương hiệu ô tô như vậy. Nhưng mà đây, thứ nhất là về dòng tiền thì thị trường nghi ngờ là dòng tiền của Vinhome là sự luân chuyển giữa các công ty con của Vingroup thì có nuôi VinFast không, và VinFast rất lộ trong báo cáo tài chính cũng như quý một vừa rồi, chắc là các anh chị đầu tư ở đây cũng rất là hoang mang. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, nhưng mà vấn đề thứ nhất đấy thì trong phát biểu của hội đồng quản trị, đấy là trong năm ngoái thì là hội đồng quản trị có phát biểu là trên báo chí là các dòng tiền của Vinhome đều được kiểm toán, và việc luân chuyển qua lại giữa các công ty là không có sự thiếu minh bạch hay là gì cả, mà đấy là đều là cho vay. Thế còn thì chúng ta có thể là bỏ đi cái nghi ngại đấy, nhưng mà cái nghi ngại thứ hai khi mà cổ đông rất là hay là thị trường người ta không đón nhận, bởi vì là công ty báo lãi rất nhiều và báo cáo tài chính thật sự là nhìn rất là tốt, không có một tuần chúng ta là một công ty bất động sản vừa rồi là không có về tình hình tài chính rất là lành mạnh khác với các công ty bất động sản khác, nhưng mà chúng ta chưa trừ cổ tức, trong khi đó nó lợi nhuận rất nhiều, và ngay như năm nay chúng ta vẫn chưa cổ tức. Đấy là chắc là thì hội đồng quản trị có chiến lược là đầu tư vào các công ty con hay đầu tư vào các siêu dự án, nhưng mà sự nghi ngại của thị trường thì vẫn cứ nghi ngại. Và tôi 3 năm vừa rồi chúng tôi chưa bán một cổ phiếu nào cả, gia đình tôi cũng chưa bán một cổ phiếu nào cả, thì tôi cũng hy vọng là hội đồng quản trị ghi nhận cái sự kiên nhẫn của những cổ đông trung hạn như chúng tôi. Chúng tôi chỉ dám nhận là mình là cổ đông trung hạn thôi, còn dài hạn cũng phải trên 2 năm, nhưng mà chắc tới tôi nghĩ
việc mà để thêm 2 năm nữa là điều không khó đối với những cổ đông trung hạn của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi thật sự tôi chỉ đến đây và chia sẻ cái thông tin về những cái sự nghi ngại hay là những cái sự nghi ngờ của thị trường đối với công ty của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta làm sao mà đập tan cái nghi ngại đấy thì cái giá trị nó đem lại cho rất nhiều cổ đông ngắn hạn có lãi, cổ đông trung hạn có lời và cổ đông dài hạn sẽ có rất nhiều giá trị. Thì tôi xin chia sẻ với cả đại hội đồng cổ đông cũng như là chủ tịch hội đồng quản trị và nhiều như vậy. À, chắc là ngày mai tôi lại đi họp đại hội đồng của VinGroup tiếp. anh chia sẻ xong rồi đúng không ạ? Vâng. Đối với cổ đông nha, bài câu hỏi của anh thì rất là dài và tôi thấy là anh có những kinh nghiệm anh cũng vừa hỏi được về việc trả lời luôn. Và anh rất là tâm huyết với cổ phiếu của VinGroup. Thì có hai cái điểm mà anh cũng nêu ra về cái việc là thị trường đang quan ngại. Một là đối với sự luân chuyển dòng tiền có câu chuyện là VinGroup có sự luân chuyển dòng tiền mà gọi là tài khoản gọi là cho anh đối với cả cái hệ sinh thái công nghiệp công nghệ hay không, đặc biệt là VinFast. Và câu hỏi thứ hai của anh là tại sao mà báo lãi lớn như vậy mà vẫn không chịu tức, đúng không? Tôi xin phép được ngắn gọn như vậy để trả lời trong trọng tâm. Một là đối với cả một phần luân chuyển dòng tiền thì với nội dung này năm ngoái chúng tôi đã trả lời và chúng tôi đã tiếp tục trả lời, đặc biệt là trên cái báo cáo tài chính các anh chị đã thấy là đối với cả cái phần việc cho vay công ty liên quan của chúng tôi là cái số dư khoảng rất và ở đây chúng tôi cũng khẳng định là với VinFast của bạn Việt Nam có các kênh đầu tư nhiều vốn với vai trò là một công ty, thì chúng tôi cũng không thực hiện gọi là tài trợ vốn cho các công ty khác ở trong tương lai. Đối với cả các cái dòng tiền đã in chúng tôi thực hiện cho vay các bên có liên quan, nó chỉ liên quan đến nhiệm vụ treasury, đó là nhiệm vụ có thể tối ưu hóa thiệt hại chúng tôi cho vay cũng ở một kỳ hạn rất là ngắn hạn hoặc là cùng ngắn hạn lên đến 2 tháng thôi, cho nên là tài trợ vốn không được nhận cái lãi phát. Cái thứ hai nữa là về tại sao báo lãi mà lại không chi trả cổ tức. Thì thực tế chắc là bởi vì là anh mới gắn bó với chúng tôi 2-3 năm đúng không ạ? Thực tế là với tất cả năm 2020 và năm 2021 chúng tôi có thể chi cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên là bắt đầu thì thị trường không tốt và như đã báo cáo với đại diện cổ đông trước là năm 2022, tổng cộng 2022 và năm nay là tổng cộng chúng tôi đề xuất giữ lại để có hai việc. Một là chúng ta cũng cần chuẩn bị cái phương án cho cái việc là có thể từ bán hàng, từ thị trường, từ vốn và trả phiếu quốc tế rồi là trong nước không hồi phục được nhanh như thực tế, thì chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái phản ứng chủ động. Thứ hai nữa là chuẩn bị cho một cái chu kỳ tăng trưởng mới bất động sản cũng như là trước rất nhiều các cái vấn đề, thì chúng tôi cũng cần những cái nguồn vốn trung dài hạn để công ty có thể linh hoạt cũng như là chốt được không, để từ đấy chúng ta mới có thể tích phẩm và tạo được duy trì cái định hướng tiên phong của chúng ta trên thị trường. Đấy là cái tôi xin trao đổi lại nó mang tính chiến lược chứ không phải theo cái hướng thẳng là chúng ta muốn làm. Thưa quý vị, là chúng tôi có một số những câu hỏi gửi đến đây, chúng cho phép chúng tôi được đọc một số câu hỏi này đối với bạn chủ tịch. Tôi có 3 câu hỏi như sau. Một là đánh giá về sự phục hồi của bất động sản trong thời gian tới. Câu số 2 là tôi muốn hỏi đánh giá và nhận định của ban lãnh đạo VinHome về tình hình tín dụng và hỗ trợ bất động sản trong năm 2024, mức lãi suất và các ảnh hưởng của tình hình tín dụng đến VinHome và người mua nhà. Câu hỏi cuối cùng là các luật liên quan đến bất động sản thông qua vào đầu năm 2024, đặc biệt là luật đất đai có ảnh hưởng thế nào đến việc triển khai dự án của VinHome, có tác động gì đến giá đất và giá bất động sản không? Xin cảm ơn. Cái câu đầu tiên thì lúc ấy tồi đã trả lời rồi, nhưng mà những việc của thị trường bất động sản trong thời gian tới, những việc tôi đã trả lời với quý cổ đông liên quan đến thị trường rồi, nên xin phép sẽ không trả lời lại nữa. Còn là câu thứ hai là liên quan đến lãi suất cũng như là ảnh hưởng như thế nào về các cái tín dụng trong nước, thì tôi sẽ xin mời anh Công để nói trưởng và câu cuối cùng của chắc này. Xin cảm ơn cổ đông. Thay mặt đoàn chủ tịch thì tôi xin trả lời câu hỏi liên quan đến câu chuyện về lãi suất về huy động vốn tín dụng trong nước và quốc tế như sau. Thì nhất là trong cái giai đoạn vừa qua thì thị trường tài chính cũng cho thấy những tín hiệu tích cực hơn so với giai đoạn
cuối năm 2022, đầu năm 2023. Tức là những cái khoản tín dụng, khoản vay, cái việc tiếp cận của doanh nghiệp về các khoản vay cũng như là huy động từ kênh trái phiếu cũng trở nên thuận lợi hơn khá là nhiều. Trong giai đoạn vừa qua thì chúng tôi cũng có phát hành một số các trái phiếu ra thị trường và cho thấy là mức độ hấp thụ rất là tốt. Điều này cũng cho thấy là các nhà đầu tư cũng đã quen với những quy định mới của Nghị định 65 cũng như là nhờ những chính sách của chính phủ thì các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng đang bắt đầu có những dấu hiệu gọi là tích cực trở lại. Thì đây là những cái dấu hiệu thuận lợi cũng như là cũng là cơ hội, bởi vì là khẩu vị của các ngân hàng ấy thì họ không giống nhau. Tuy nhiên thì điểm chung ấy là họ đều rất là ưu tiên cho cái câu chuyện là của các doanh nghiệp, nhu cầu vốn của các doanh nghiệp mà có uy tín cũng như là có cái khả năng triển khai vượt trội và cung cấp các cái sản phẩm chất lượng cho thị trường, cho khách hàng. Cho nên là Vinhome chúng tôi luôn tự tin là chúng tôi là một trong số ít các cái chủ tư bất động sản dành được các cái ưu tiên từ các cái ngân hàng trong cái việc mà cấp vốn tín dụng. Thì đấy là các chia sẻ về góc độ của doanh nghiệp. Thế còn ở góc độ của người mua nhà thì các anh chị cũng biết là trong giai đoạn như hiện nay thì cái lãi suất mà các ngân hàng thương mại đang điều hành để mà cho vay các khoản vay tài trợ người mua nhà đang ở các mức độ lãi suất khá là tốt so với trước đây. Ví dụ như là các khoản vay mua nhà để cố định lãi suất trong vòng 2 năm cho khách hàng thì chỉ khoảng 6 đến 6,5%. Thì đây là những cái dấu hiệu tích cực. Ngoài ra thì ngân hàng nhà nước cũng có những cái chính sách về câu chuyện là cho phép các ngân hàng thương mại cho vay tái tài trợ lẫn nhau để cho các khách hàng của chúng tôi có khả năng tìm kiếm được các nguồn vốn tốt nhất. Thì đây là những cái dấu hiệu mà chúng tôi cho rằng là nó là những cái động thái, những chính sách rất là tích cực để hỗ trợ cho cái việc quyết định mua nhà của khách hàng. Trên đây là tôi chia sẻ nhanh về cái góc nhìn của kể cả về tín dụng đối với doanh nghiệp cũng như là các cái mức độ lãi suất tín dụng cho người mua nhà ảnh hưởng đến các dự án của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý cổ đông, liên quan đến các cái luật vừa được thông qua quay ngược đến bất động sản, đó là luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở. Ra ba luật này nó đã được Quốc hội thông qua trong chương trình, Quốc hội thông qua thì nó cũng đưa ra được những vấn đề là được rõ ràng hơn, minh bạch hơn trong các hoạt động về kinh doanh bất động sản cũng như các lĩnh vực về đất đai. Nhưng để hiện thực hóa thì hiện nay là chính phủ đang nghe đề nghị các bộ ngành để như một bộ xây dựng phải ra các cái nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản, và nhờ gần 5 cái nghị định đang triển khai và thông qua. Cũng như luật đất đai cũng có 4 năm cái nghị định cũng đang được Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì. Để nên tôi nghĩ rằng là luật là đã thông qua là cái điểm tốt, điểm sáng, nhưng mà những đề mà thực tiễn được đi vào hoạt động có cái điểm tích cực đến cái thị trường bất động sản thì đòi hỏi là phải có các cái nghị định dẫn luật phải được thông qua, và Vinhome và các công ty bất động sản cũng đã đóng góp đã và đang đóng góp các ý kiến để góp ý về cái dự thảo các nghị định mà chính phủ và các bộ ngành đang triển khai. Nên tôi hy vọng là các luật mới này nó sẽ ảnh hưởng tích cực tốt hơn, minh bạch hơn, rõ ràng hơn, mà nó đỡ chồng chéo giữa cái luật nhà ở, luật đất đai của luật xem đến nguyên văn đất, là tất cả sẽ do luật đất đai và các nghị định của luật đất đai hướng dẫn. Xin chân thành cảm ơn.